Chào cả nhà nhé. Hiện tại Tôn đang có mặt tại khu đô thị công nghiệp BKMX Trấn Thành Bình Phước nhé. Bây giờ là 3:30 nhé. Tôn phát trực tiếp để cho quý khách hàng cùng anh chị em mà đang quan tâm đầu tư đất nền BKMX Trấn Thành thì mình cùng tham quan để biết cái mức độ phát triển ở BKMX Trấn Thành giai đoạn 2. Để Tôn chia sẻ lên hội nhóm nhé. Ở nhà đợi Tôn xíu nhé. Vâng, đợi xíu nha cả nhà. Cả nhà mà thấy hay á, có anh chị em cần quan tâm đến đầu tư hoặc là an cư tại BKMX Trấn Thành thì cứ liên hệ với Tôn nha. Đợi xíu nha. Sau 4 tháng giãn cách không di chuyển được thì ngày hôm nay Bình Phước đã cho thông thương. Cái khu vực này nó hiện tại là rất là đông nhộn nhịp, cửa hàng là muôn vàn. Rồi, mời cả nhà cùng xem nha. Đây, chào chị Tuyết Mai nha. Đây này, quay cho cả nhà cũng thấy là chờ BKMX Minh Thành đang hiện hoạt động này. Đây, thấy không? Đây chờ Minh Thành mở rộng nha. Lúc trước là chờ Minh Thành là nằm ở quốc lộ 14. Cách đây chờ Minh Thành mở rộng là khoảng 100m á. Do nhu cầu mở rộng và phục vụ cho cán bộ công nhân viên tại khu công nghiệp BKMX thì các nhà đầu tư, chủ đầu tư, người kinh doanh đã xây dựng thêm chợ Minh Rồng mở rộng để buôn bán các mặt hàng như rau củ quả này, cá thịt để phục vụ cho cán bộ công nhân viên và phục vụ cho người dân địa phương tại đây. Và chợ Minh Thành đã hoạt động cách đây là khoảng 1 tuần rồi nhé. Đây, khu vực này là buôn bán xong không? Chào anh chị nha, chào bằng trường nha. Chợ này hoạt động được 1 tuần rồi anh chị ơi. Đây, Bình Phước thông thương này, chào chị Tuyết Mai nha. Đây, thì các shop này, Mai Lăng shop này, rồi văn phòng phẩm. Đây, đang khẩn trương để hoàn thiện, chuẩn bị là đưa vào hoạt động. Đây, phía trước của mình là cách đây khoảng 300m là 3 trường học Minh Thành này. Trường mầm non cấp 1, cấp 2 này, hoạt động này. Phía bên này là đây là một cái ổ của chợ này. Và hiện tại mặt bằng khu vực này á, với diện tích là 5x15 là cho thuê là tháng 7 triệu đấy. Khu vực này phát triển nhanh. Chào chị Yến nhé. Đây này, mời các bác này, các anh chị đang làm hoàn thành nhanh này để đưa vào hoạt động. Sau mấy tháng là ngủ đông thì bắt đầu là BKMX đang đẩy nhanh tiến độ cơ sở hạ tầng. Có chi máy nhé. Mặt tiền luôn, mặt tiền đường này luôn. Phía trước mình là quán karaoke này. Quán karaoke đang xây dựng này. Và tuyến đường này đường Minh Thành Năng Long, đường liên tỉnh, nó kết nối từ quốc lộ 14 đi về Phú Giáo Bình Dương và một đường ra Bầu Bàng Bình Dương. Thì Trấn Thành là một thuộc là một huyện của tỉnh Bình Phước, được phát triển là thành phố công nghiệp, thành phố kinh tế của tỉnh Bình Phước. Được các tập đoàn lớn BKMX Vingroup về đầu tư phát triển mạnh lắm. Và BKMX là ông lớn về công nghiệp, quy hoạch đô thị nên đi đâu phát triển là cực kỳ đẹp. Mà hiện tại khu vực này giá chỉ có 7 đến 9 triệu một mét vuông thôi. Đất nằm lõi trung tâm thị xã. Các tiện ích chợ, trường học, dân cư hoạt động là đông đúc đó nha. Cách trung tâm hành chính thị xã chỉ có 2 km. Quốc lộ 14 là khoảng 300 mét thôi. Đây, đường nó đang làm rải đá này. Rải đá làm nhựa này. Đây, mà chỉ có 7 triệu. 7 triệu đến 9 triệu. Đây chờ đấy. Anh chị nào mà muốn buôn bán nha. Muốn buôn bán chờ bán rau củ quả hay bán thực phẩm gì thì liên hệ với Tôn. Tôn hỗ trợ cho đây có cho thuê mặt bằng. Mặt bằng chờ này tầm khoảng là 4 triệu. Vậy chào cả nhà nhé. Cả nhà chia sẻ video này nhé. Để cho anh chị em là nắm bắt cơ hội nhé. Đầu tư an cư, đầu tư bất động sản. Sau 2 năm thì tài sản của mình là x2x3. Và những khách của Tôn mua ở đấy á, mua ở khu vực này á, là lợi nhuận 1 năm rồi thực tế luôn là 40%. Còn những vị trí là 30-50% là chắc chắn thực tế lắm. Tôn sẽ hỗ trợ thanh khoản, hỗ trợ bán ra khi mà khách hàng cần.
hoặc nếu mà khách hàng muốn xây dựng kinh doanh, xây dựng cho thuê thì tôi cũng hỗ trợ được luôn. Thì mình công chứng xong là mình xin phép gì xây dựng được ngay nhé, và xây dựng tự do 1 đến 6 tầng, anh yên tâm. Thanh khoản thì có tôn lo, xây dựng cũng tôn cũng lo luôn. Mọi người là chỉ có lo tiền để mua đất thôi nha. Chào cả nhà nha, bye nha, bye nha, bye nha, bye nha.